Những chặng đường của tôi, Linh Mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi, Dòng Chúa Cứu Thế, phần thứ tư, những năm phục vụ. Vào năm 1989, sau khi tôi đã từ chối đi nước ngoài vì hai giấy bảo lãnh của Vương quốc Bỉ, vì thế, tôi muốn phục vụ ở đất nước Việt Nam. Mà phục vụ ở đất nước Việt Nam là một điều rất quý đối với tôi. Vì đó là quê hương tôi yêu mến. Đó là nơi tôi sinh trưởng. Cho nên tôi không muốn đi đâu cả. Tôi chỉ muốn phục vụ tại quê hương và phục vụ dân tộc của tôi mà thôi. Do đó, chính quyền đã tạo điều kiện rất tốt cho tôi. Vào năm 1889, sau khi Tòa Giám mục Đà Lạt do Đức Cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm, lúc đó đang là Giám mục Giáo phận Đà Lạt, Ngài đã làm đơn để tôi được cử hành Thánh lễ Noel đầu tiên sau 11 năm ngồi chơi. Thì năm đầu tiên ấy, tôi đã được cử hành thánh lễ đêm Noel và sáng Noel. Như thế, sự thuận tiện đã tới với tôi. Cho nên, tới những ngày trước những ngày Tết, Đức Cha lại tiếp tục làm giấy để xin cho tôi được công nhận chức năng linh mục và trở thành người phục vụ cho giáo hội của Chúa tại quê hương, đồng thời tại giáo phận Đà Lạt. Chính quyền đã chấp nhận lời yêu cầu của Đức Cha. Và khi chấp nhận lời yêu cầu của Đức Cha như thế, thì trong giấy quyết định do ông Trịnh Khiết, là lúc đó đang làm phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ký, đã cho tôi được phục hồi chức năng và lại đề nghị cho tôi được phục vụ tại nhà thờ Phú Sơn. Dựa vào giấy quyết định này, Đức Cố Giám mục Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm đã viết giấy bổ nhiệm cho tôi về tại nhà thờ Phú Sơn đúng theo lời yêu cầu của chính quyền. Và rồi Đức Cha đã cử hành thánh lễ cho tôi nhậm sứ giáo xứ Phú Sơn vào ngày 14 tháng Giêng năm 1989, nghĩa là vào đầu năm 90. Và khi về giáo xứ Phú Sơn, không những tôi coi giáo xứ Phú Sơn, nhưng chính quyền lại tạo điều kiện cho tôi đi khắp mọi nơi trong huyện Lâm Hà. Huyện tôi đã đi vào Láng Chanh, tôi đã đi vào Làng Hai, tôi đã đi vào Nam Ban, tôi đã đi tới Đoàn Kết, tôi đã đi tới Đâm Pao, Đa Nung và Đạ Tông, Vờ Teng cùng nhiều nơi khác trong huyện. Nhờ sự cho phép của chính quyền và việc tạo điều kiện giúp đỡ tôi như thế, tôi đã tới những vùng mà giáo dân ở miền Bắc đi xây dựng vùng kinh tế mới và đi lập nghiệp, làm cơ ngơi thứ hai cho đời sống của mình. Các giáo dân ở tại Láng Chanh chẳng hạn đều thuộc giáo dân thuộc ngoại thành Hà Nội. Họ thuộc về Phúc Thọ, họ thuộc về những nơi thuộc ngoại ô Hà Nội như Hà Tây, vân vân và nhiều nơi khác nữa. Giáo dân ở rất cần tới nhu cầu tôn giáo. Cho nên tôi đã tới những nơi đó để phục vụ bà con giáo dân, dâng lễ cho họ. Bởi vì lúc đó chưa có một nhà nguyện, chưa có một nhà thờ nào. Chính vì vậy mà tôi đã dâng lễ gọi là lưu động ở khắp nơi. Mỗi lần dâng lễ ở một nhà nào thì người ta rỡ ván chung quanh để giáo dân đứng chung quanh và lập một bàn thờ ở giữa nhà ở đó, và giáo dân đứng chung quanh để tham dự thánh lễ. Tuy nhiên, bà con giáo dân rất sốt sắng và luôn ước ao có thánh lễ thường xuyên.
Tuy nhiên, để có lễ thánh lễ thường xuyên không phải là chuyện dễ, bởi vì một mình tôi không thể đảm nhận được cả một cái vùng xa xôi và nhiều nơi như thế, cho nên tôi phải chia ra. Trong tuần tôi đi, có tuần tôi đi nơi này, có tuần tôi đi nơi khác. Còn khi mà tôi tới Nam Ban, Nam Ban là một nơi quy tụ các bà con giáo dân ở nội thành Hà Nội, chẳng hạn như Đống Đa, rồi Đống Ba, Nam Ban, rồi các cái vùng ở trong nội thành Hà Nội. Thì tôi đã tới đó, có nơi gọi là Sình 78, có nơi gọi là Mê Linh, có vân vân. Những nơi đó là những nơi giáo dân rất cần thánh lễ để họ sống đời sống đạo đức của họ. Khi tôi đi các nơi đó đều có một số bà con giáo dân đi theo, bởi vì đường xá lúc đó rất khó, nếu đi một mình sợ xe hư ở giữa đường sẽ không có ai giúp đỡ thì mình sẽ không thể tới nơi để cử hành thánh lễ được, và làm cho mình sẽ bị trễ giờ để người ta đang chờ đợi mình ở những nơi cần cử hành thánh lễ. Cho nên bà con giáo dân đã theo tôi đi các nơi, và sau khi dâng thánh lễ xong thì thường thường ở các nơi đó đều đãi đoàn của chúng tôi dùng cơm. Và món mà dân miền Bắc chúng ta ghiền nhất đó là hạ thịt cầy. Thịt cầy là một món đặc sản mà những người Bắc của chúng ta ưa thích, vì khi chúng ta hạ một con cầy xuống, chúng ta có thể đãi được 7-8 mâm, và như thế thì sẽ quy tụ được nhiều anh em, quy tụ được nhiều người hơn. Cho nên tất cả các nơi chúng tôi đi, họ đều hạ cầy tơ cả. Cho nên thời gian chúng tôi đi phục vụ ở khắp mọi nơi như thế, những cái món ăn đầu tiên đều là món ăn thịt cầy. Và chúng tôi khi ăn nhiều như thế, chúng tôi quen đi. Và khi không có thịt cầy, chúng tôi lại cảm thấy nhớ và thèm. Cho nên anh chị em biết rằng những nơi chẳng hạn như Đam Pao, Đạm Pao gọi là suối mơ, đạ là nước, Pao là mơ, người ta gọi là suối mơ. Đam Pao là một cái vùng quy tụ anh em chị em dân tộc ở nhiều nơi, đã quy tụ về đó trước những ngày giải phóng. Bởi vì hồi đó chiến tranh xảy ra ở khắp nơi, cho nên các làng mạc của những người dân tộc được kéo về, được thu về. Hồi đó họ gọi là những ấp chiến lược để ở, để tránh bom đạn. Và như thế, khi chúng tôi tới những cái vùng đó, chúng tôi làm việc truyền giáo để rao giảng tin mừng cho họ, thì những người dân tộc đã đón nhận chúng tôi một cách rất là hài hòa, và họ đón tiếp chúng tôi với tất cả tấm lòng hiếu khách của họ. Tất cả những làng dân tộc đều như vậy. Còn những làng người Kinh của chúng ta như Đoàn Kết. Đoàn Kết là một cái khu vực quy tụ những người Công giáo ở giáo xứ Thanh Bình ở Kim Phát, đã tới làm ăn ở Thanh Bình Kim Phát từ lâu, nhưng vì Thanh Bình Kim Phát hết đất rồi, cho nên họ phải chuyển lên Đoàn Kết để kiếm đất mà sinh sống. Cho nên tôi cũng tới Đoàn Kết để giúp một thời gian tương đối khá lâu. Và bà con giáo dân ngày hôm nay vẫn còn nhớ những bước chân của tôi đi. Rồi tôi tới cái khu vực xa, rất là xa, đó là làng Hai. Làng Hai khi xưa chỉ là một cái nơi, không có một cái nơi nào để làm lễ cả, chỉ có một cái nhà tranh ở trên một cái khu đồi. Và cái nhà tranh đó là nhà tranh rất là cũ kỹ, cũng giống như Đoàn Kết, chỉ có một cái nhà tranh trên một cái đồi cao, rất là cũ kỹ. Nhưng đó lại là nơi để tôi có thể phục vụ hội thánh của Chúa và phục vụ giáo dân một cách có thể gọi được là tốt đẹp, đặc biệt là dâng thánh lễ và ban các phép bí tích cho họ. Nhờ vậy mà tôi đã rửa tội
Rồi tôi đã ban phép tuyên sức cho nhiều người vì lúc đó Đức Giám mục giáo phận không thể tới được những nơi đó, cho nên Ngài đã ủy quyền cho tôi để ban bí tích thêm sức toàn vùng. Cho nên tôi đã ban phép bí tích cho rất nhiều người ở trong cái vùng mà chúng tôi ở. Rồi cuộc đời của tôi cứ tiếp tục đi theo con đường đó để phục vụ, và những bước chân của tôi là những bước chân có thể gọi được là âm thầm để phục vụ hội thánh của Chúa tại địa phương, ở những nơi làng mạc, ở những nơi thôn bản, đặc biệt là ở những vùng kinh tế mới đang cần sự có mặt của các linh mục. Giáo họ Ngọc Long cũng là một giáo họ tôi tới để khai hoang và mở giáo họ đó vào năm 1992. Chính vì vậy mà giáo họ Hồng Long đã biết tôi rất rõ, vì tôi đã cùng với họ sống những ngày đầu tiên, sống cha con, sống những ngày có thể gọi được là những ngày mà giáo dân còn rất là nghèo, phải đi cưa gỗ, phải đi kiếm từng mảnh gỗ để bán, để kiếm tiền mua gạo, mua đồ ăn vân vân. Và như thế họ đã sống một đời sống có thể gọi được là cực khổ lần đầu tiên. Tuy nhiên, giáo dân Ngọc Long là một giáo dân rất cần cù và giáo dân có lòng đạo đức. Chính như vậy mà họ đã xây dựng cái quê hương thứ hai của họ ở giáo họ Ngọc Long. Ngày hôm nay chúng ta thấy họ phát triển một cách có thể gọi được là vượt bậc, và giáo họ Ngọc Long là một trong giáo họ phát triển rất là tốt về mặt nhân sự cũng như về mặt vật chất. Thì giáo họ Ngọc Long có thể kể được là một trong những giáo họ mà tôi phục vụ ở các nơi đã phát triển một cách mau chóng và phát triển một cách mạnh mẽ. Cho tới ngày hôm nay thì giáo họ Ngọc Long, tất cả nhà cửa của giáo dân đã được xây dựng một cách ngăn nắp, có nhiều nhà xây dựng rất là đắt tiền và nhà cao đồ sộ. Tôi cho rằng đó là một giáo họ có thể gọi được là gương mẫu. Còn tất cả những nơi khác, khi tôi bước chân để phục vụ họ, thì tất cả những nơi khác, những nơi tôi phục vụ đều là những nơi đầu tiên người ta đi xây dựng cái cơ ngơi và xây dựng một cái vùng kinh tế phù hợp cho cuộc sống của mọi người. Tất cả các vùng kinh tế mới từ Nam Man cho tới Làng Hai, cho tới Lán Chanh, rồi cho tới Đoàn Kết, vân vân, đều là những nơi ngày hôm nay tất cả đã có nhà thờ, tất cả nhà cửa đã được xây dựng một cách rất là tươm tất. Cho nên sự phát triển về vật chất và sự phát triển về đời sống tâm linh cũng rất là mạnh, bởi vì tất cả các nhà thờ ngày hôm nay đều có những linh mục phụ trách tất cả, và tất cả những nơi đó chỉ còn một số ít chưa trở nên giáo xứ mà thôi, còn hầu hết đã trở thành giáo xứ rồi và đã có cha xứ, cha phó phụ trách những nơi đó. Do đó tôi nghĩ rằng cái bước chân truyền giáo của tôi đi là bước chân âm thầm, nhưng bước chân đó mang lại thật nhiều kết quả cho đời sống của con người. Tôi còn nhớ vào năm 2000 có một phong trào trở lại của người dân tộc, và cái phong trào đó tôi không hiểu tại sao như vậy, bởi vì ngay tại Gia Lai Kon Tum cũng có phong trào như thế. Tôi được nghe ở trên đó cũng có một phong trào trở lại rầm rộ vào năm 2000. Thì nơi tôi ở cũng vậy, năm 2000 họ đã trở lại, đặc biệt là người dân tộc đã trở lại hàng loạt, và tôi đã trở rửa tội cho họ hàng loạt và đã hợp thức hóa cho hầu hết những đôi hôn phối, bởi vì những đôi hôn phối đó họ đã sống với nhau từ lâu nhưng họ chưa được rửa tội, họ chưa được chịu phép sức,
họ chưa được đức lễ vân vân, và họ cho nên ngày hôm nay khi họ được rồi, họ được ban bí tích kim sức, họ được đức lễ rồi, thì cái phần quan trọng nữa là phải hợp thức hóa hương phối cho người ta. Cho nên tôi đã làm tất cả những điều đó. Tôi còn nhớ lúc đó có một số thầy học viện đã lên giúp tôi trong những kỳ hè, trong những mùa phục sinh, trong những mùa Noel. Và chính những thầy đó cũng đã giúp tôi trong các cái nghi thức rửa tội. Bởi vì một mình tôi mà rửa tội một lúc 700-800 người thì không phải là chuyện dễ. Phải nhờ các thầy giúp đỡ. Khi tôi đã rửa tội rồi, khi tôi đã sức dầu rồi, thì các thầy có thể là pha mặc áo, các thầy có thể là phát nến, đốt nến cho người ta. Như thế thì tôi đỡ mệt, và như thế tôi có thể hoàn thành cái trách nhiệm đó một cách rất là tốt đẹp. Thì có thể gọi được là cả vùng tôi phụ trách, ngoại trừ một số anh chị em tin lành, vì họ đã theo đạo tin lành từ lâu cho nên họ không có trở lại đạo Công giáo nữa, họ vẫn giữ cái đạo tin lành của họ, còn hầu hết họ đều trở lại đạo Công giáo. Đặc biệt là người dân tộc không ai theo Phật giáo cả. Họ không theo Phật giáo. Nhưng họ chỉ một là họ tin lành, hai là họ theo Thiên Chúa giáo. Thì hai cái đạo đó đã giúp cho người dân tộc có thể gọi được là trở thành con cái của Chúa. Đặc biệt họ theo đạo Công giáo một cách rầm rộ. Và sau khi tôi trình với Đức Cha lúc đó là Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, bây giờ làm Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Ngài đã nói với tôi rằng đây là cơ hội tốt. Họ muốn rửa tội, ý muốn đó là ý muốn tốt rồi, cho nên Cha cứ rửa tội cho họ. Mặc dù họ chưa được học giáo lý, thì bởi vì đông quá làm sao mà có thể dạy giáo lý được. Cho nên chỉ cần Cha chỉ cần nói cho họ biết về Chúa Ba Ngôi, về những điều phải tin, thế là Cha rửa tội là được. Cho nên tôi đã vâng lời Đức Cha rồi, và tôi làm theo đúng ý của Đức Cha, cho nên toàn vùng đã trở lại đạo Công giáo. Chính vì thế những bước chân âm thầm, những bước chân truyền giáo đó đã mang lại những hiệu quả tốt đẹp. Vì hạt lúa được gieo vào những thửa đất tốt thì những hạt lúa đó sẽ mọc lên, và có những rễ lúa mang 100 hột, có những rễ lúa mang 60 hột, có những rễ lúa mang 30 hột. Đó là kết quả tươi tốt của một vùng truyền giáo bát ngát bao la. Tôi vẫn tạ ơn Thiên Chúa vì sự quan phòng của Ngài, vì sự yêu thương của Ngài. Mặc dù sức khỏe của tôi thì bình thường, nhưng lúc đó không hiểu tại sao tôi có thể đi khắp mọi nơi nhưng không bao giờ biết mệt mỏi cả. Tôi làm những công việc đó với tất cả tấm lòng vui tươi của mình, với tất cả lòng tin tín thác của mình. Và như vậy tôi tin tưởng rằng Thiên Chúa đã giúp tôi, Mẹ Maria và Thánh cả Giuse đã ở bên cạnh tôi để nâng đỡ đời sống của tôi. Nhờ đó tôi đã chu toàn sứ vụ linh mục của mình, có thể gọi được là một cách tốt đẹp. Vậy hôm nay tôi sẽ tiếp tục những phần sau để nói về những phần sau như thế.